Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Anh với Hungary 1 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022, UEFA Nations League. Vài ngày trước, Anh đã không thể có màn phục hận thành công trước Italia khi hai đội chạm trán tại UEFA Nations League 2022-23. Trận hòa không bàn thắng tại Molineux chẳng những đã nối dài cơn khô hạn chiến thắng của Tottenham lên con số 3 mà còn khiến họ tiếp tục chôn chân ở vị trí đội sổ của bảng A3. Cần biết, đây mới là lần đầu tiên tuyển Anh trải qua 3 trận liên tiếp không thắng kể từ tháng 9 năm 2018. Hơn lúc nào hết, thầy trò Gareth Southgate rất cần một chiến thắng thuyết phục để đập tan những chỉ trích nhằm về phía họ. Về lý thuyết, cuộc chạm trán Hungary ở lượt đấu tới sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Anh tìm lại niềm vui chiến thắng. Với đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân nhà, Harry Kane cùng các đồng đội đủ khả năng giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chưa chắc họ đã có thể đánh bại Hungary với cách biệt nhiều hơn một bàn. Nên nhớ, hàng công của Anh đã gây thất vọng tràn trề ở 3 trận đã qua khi chỉ có đúng một lần phá lưới đối phương. Đáng lưu ý, pha lập công duy nhất của họ được thực hiện trên chấm 11m. Với hàng công nghèo nàn như vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tam sư thua kèo châu Á. Nhận định trên càng được củng cố bởi Hungary đã chứng tỏ rằng họ không hề là đối tượng dễ bị bắt nạt. Còn nhớ ở trận ra quân, Hungary trên sân nhà đã gieo sầu cho Anh, thắng 1-0. Hai lượt trận tiếp theo đã chứng kiến Hungary chỉ chịu thua Italia sít sao 2-1 rồi buộc Đức phải chia điểm. Về phương diện cá cược, Hungary đã toàn thắng kèo châu Á trong cả 3 trận vừa nêu. Tính rộng ra, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rossi đã thắng kèo châu Á 7 trên 8 trận gần nhất. Trong bối cảnh Anh đang không đạt phong độ cao, đặt cửa Hungary được chấp 1.5 full time mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Chốt kèo châu Á, Hungary được chấp 1.5 full time. Khách quan mà nói, Anh chưa từng ra sân với đội hình mạnh nhất trong cả 3 trận đã qua. Với ý đồ thử nghiệm và ra soát lực lượng, huấn luyện viên Gareth Southgate đã cố gắng để tạo điều kiện cho mọi cầu thủ ra sân. Nhưng đứng trước nguy cơ phải xuống hạng, tam sư hứa hẹn sẽ bung hết sức để hạ gục Hungary. Mặc dù đang rất hưng phấn nhưng e rằng Hungary khó lòng tạo ra bất ngờ trên sân của đối thủ mạnh như Anh và sẽ phải hứng chịu kết cục tương tự như ở chuyến làm khách trước Italia. Với kèo châu Âu, anh em nên cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Anh thắng. Với khát khao trả lại món nợ đã vay ở lượt đi, Anh sẽ không ngần ngại đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở chiều ngược lại, Hungary chẳng việc gì phải tỏ ra vội vàng khi họ đang xếp thứ 2 với 2 điểm nhiều hơn Anh. Thậm chí không loại trừ khả năng Hungary sẽ chơi tử thủ nhằm có được 1 điểm. Khi mà hàng công của Anh đang gặp trục trặc còn Hungary chủ động chơi thực dụng, có lẽ khán giả sẽ phải theo dõi một trận cầu khan hiếm bàn thắng. 3 trận vừa qua của Anh đều khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 4 trên 5 trận gần nhất của Hungary cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo, kèo châu Á, Hungary được chấp 1.5 full time. Kèo châu Âu, Anh thắng. Kèo tài xỉu 2.5 trái chọn xỉu full trận. Dự đoán tỷ số Anh 1 Hungary 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.